chào anh em ơi, chào anh em trả lời với kênh 195. Trong video này em mình sẽ chia sẻ anh em và cái ứng dụng giúp chúng ta tăng tốc game Free Fire, game Liên Quân hoặc là Roblox á. Thì trong ứng dụng này, nếu mà anh em nào chơi Free Fire nó sẽ giúp cho anh em có đầu lõm màu đỏ luôn ha. Đó, đầu lõm màu đỏ là có hiệu ứng cũng khá là ok, nhưng mà thì trường ở Việt Nam chúng ta thì Free Fire không có ha. Đó, nên là cái ứng dụng này sẽ giúp cho anh em có đầu lõm màu đỏ an toàn nha em. Đó, đó. Rồi. Và anh em vào cửa hàng Google Play nè, đây. Còn mình sẽ tinh chỉnh cho anh em cách để chúng ta có thể chơi game mà nó mượt mà nó tiết kiệm pin luôn ha, trong phần cài đặt của máy thôi. Đầu tiên thì anh em tìm cái từ khóa là GUP Booter ha. Trời, GUP mà tìm ra ghét. GUP. Đây, anh em tìm cái ứng dụng có tên là GUP Game Booter nè. Đó. Đây, GUP Game Booter nè. Đó, giảm lắc không? Rồi ok, mình thấy được đánh giá cũng khá ok, khá ổn. Rồi anh em nào có trải nghiệm ứng dụng này như thế nào thì bình luận với phần bình luận cho mình biết là ứng dụng này có tốt trên máy anh em không ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở lên, anh em tải về thì mở lên. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lướt qua những cái phần này đó, chúng ta sẽ vào thẳng bắt đầu trải nghiệm đây luôn ha. Rồi chúng ta bấm Array này nè, chúng ta vào giao diện của game, vào ứng dụng của tăng tốc này. Thì anh em thấy là tiếng Việt là rất là dễ rồi. Anh em chú ý chỗ này giúp mình nè, thử ngay ở chế độ tăng tốc kép tiên tiến để giữ kết nối mạng ổn định. Thì ở đây nó sẽ sử dụng cái mạng wifi, vừa wifi và vừa 3G. Nếu anh em mà không đăng ký 3G mà bật cái này lên nè, thì nó sẽ sử dụng luôn cái mạng 3G, nên là phải tốn phí 3G. Anh em nào không đăng ký là cũng được nha. Nhưng mà anh em thấy là bấm vô mở thì sử dụng chế độ này sẽ cần tới dung lượng 4G nè. Có xác nhận mở không? Nếu mà mở thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái 3G, 4G nữa. Rồi, ở đây mình không mở nha. Anh em muốn mở cũng được. Ở đây Free Fire nên thấy cái chỗ này nè, chú ý cho mình nha. Trước khi mình bấm tăng tốc thì anh em coi cho mình cái phần là khu vực máy chủ. Đây, ở đây nó có là Free Fire thường hoặc Free Fire Max. Và lưu ý anh em ứng dụng này á, nó sẽ phù hợp cho tất cả các bản Free Fire từ OB40, 41, 42, 43, 44 gì đó, tất cả luôn. Chứ không phải là OB40 không đâu, mà tất cả những bản Free Fire cập nhật lần sau này sẽ sử dụng bình thường. Đây là ứng dụng tăng tốc game thôi. Ví dụ như anh em chơi Free Fire Max đây, chúng ta bấm vào phần là khu vực máy chủ, anh em bấm chữ không có giúp mình nè, thì nó sẽ sổ ra cho mình những cái khu vực là vô đây làm gì anh em. Nếu mà anh em chơi đầu lâu màu đỏ, có hiệu ứng đầu lâu màu đỏ, thì chúng ta mình khuyên anh em nên chọn cái khu vực server của Singapore ha. Singapore là cái lượng mạng nó ổn định nhất để có đầu lâu màu đỏ hiệu ứng này. Còn những cái phần như là Indo, Trung Đông, Bắc Mỹ nè thì pin nó lên khá cao á, nên là mình khuyên anh em nên chọn đầu lõm màu đỏ thì chọn là Singapore đó. Rồi bạn sẽ sử dụng mạng đo lường tăng tốc, nó sẽ chuyển qua sử dụng cái VPN đó này. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ qua cái đi tiếp. Rồi ok, bây giờ anh em sẽ bấm chữ tăng tốc lên giúp mình, rồi nó bấm tiếp tục là sẽ đang tăng tốc nè. Rồi anh em sẽ thấy là công nghệ tăng tốc tốc độ cao nè. Rồi anh em thấy là lượng pin ở đây tăng tốc tổng hợp 85% rồi nè. Rồi rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm chữ mở game này lên ha. Mở game lên, anh em chơi Roblox hay là những game nào khác Liên Quân rồi đó thì có thể tăng tốc bình thường, nhưng ở Free Fire nó có một điểm đó là anh em có thể sử dụng đầu lon màu đỏ. Rồi ok, khi mà mình vào game để bật được đầu lon màu đỏ đây, ok bây giờ mình sẽ vào cái huấn luyện một cái nha. Đây, vào huấn luyện một cái nè. Rồi ok, để bật được đầu lon màu đỏ trong Free Fire á, thì anh em cần chú ý cho mình chỗ này. Đây, ví dụ như mình đi đây mình kiếm cây súng cái đi, mình lấy một cây súng đại nào đi đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em xem nè. Đó, anh em cái hiệu ứng bình thường là chưa có nè, anh em bật là cái ứng dụng này lên á thì chưa có đâu, mà anh em phải vào phần cài đặt của game á. Đây, anh bấm vào bánh răng nè. Đó, rồi anh em kéo xuống chỗ cái phần điều khiển nè, kéo xuống ở dưới này nè, anh em sẽ tìm đến cho phần là hiệu ứng hình ảnh nha. Đây anh em có cái chữ là hiệu ứng hình ảnh chỗ này nè. Đó, ta bấm chữ tắt giúp mình, bấm chữ tắt nha, nó bật thì bấm chữ tắt. Rồi ok, máy nó bị ao nén một tí nha. Rồi nè, rồi quay ra. Ok, bây giờ mình sẽ vào lại, mình chỉ vô cái đầu bấm thử cho anh em thấy. Đó, thì có cái hiệu ứng đầu lon màu đỏ nè. Đó, có hiệu ứng rồi đó ha. Ok chưa? Rồi khi nào mà anh em muốn nghỉ gì tăng tốc thì bấm một dừng tăng tốc ở đây ha, bấm dừng tăng tốc đó, thì anh em sẽ thấy lại trên đây nó sẽ ngưng cái VPN nó chuyển dùng á. Rồi ok đó, anh em vào đây em xem thêm ở phần cài đặt chống dụng này có gì không, chế độ tăng tốc kép
thì bật lên thì nó sẽ cho người ta sử dụng luôn cái mạng 4G, tránh tình trạng là wifi nó bị chập chờn gì đó. Rồi ứng dụng này cũng khá đơn giản và dễ xài nha, nó hỗ trợ tất cả những game mà thường luôn nè, FIFA, eFootball nè, Dream Soccer nè, tất như là hầu hết tất cả các loại game mà nó có thể hỗ trợ tỷ tăng tốc ở đây, anh em có thể xem thêm. À, đây nè, rất là nhiều luôn nè. Rồi ở trong máy thì mình thì có những cái game ở trên này đó, đây là trong máy đó, PUBG Mobile rồi nè, Clash Royale rồi nè, đó, chơi được hết trơn, Mobile Legend nè, Call of Duty nè. Rồi đối với cái ứng dụng thứ hai muốn chia sẻ với anh em một cửa hàng Google Play nè, anh em tìm cái từ khóa là Gamecon. Đây Gamecon thực chất nó là cái game Linux hồi xưa đó nha, nhưng mà giờ đổi tên lại thành Gamecon. Em tải về mở lên, đây là một cái ứng dụng giúp để giải phóng RAM rất hiệu quả, nên bấm OK đây. Rồi OK thì khi mà chạy lên thì nó chạy ngay luôn cho anh em thấy nè. Đó rồi chúng ta sẽ bấm vào để nó tăng tốc cho anh em nè. Đây nó tăng tốc đó, chỉ cần bấm vào là tăng tốc. Rồi anh em bấm vào cài đặt nè, đó thì anh em bấm vào tự động đóng lại tăng tốc, xong rồi tự động đóng lại nè. Rồi tay nè, em kéo lên siêu mạnh giúp mình đó, siêu mạnh đây nè. Đó tăng tốc là nó sẽ quét cực mạnh luôn đó, nó quét hơi lâu một chút nhưng đó anh thấy RAM ta được chống rất là nhiều nè. Rồi quét xong nó tự động đóng lại rồi á. Rồi OK, tiếp tục với cái phần trong phần cài đặt trên điện thoại nè, để em vào phần cài đặt ha, có một cài đặt. Rồi anh em nào chưa biết bật tùy chọn nhà phát triển thì ta bấm vào phần giới thiệu điện thoại, bấm vào phiên bản phần mềm, đây phiên bản phần mềm ta bấm vào 7 lần để là bạn không cần đến nhà phát triển. Sau khi bật được nhà phát triển rồi á thì chúng ta kéo xuống, tìm cho mình cái mục là tùy chọn nhà phát triển. Đây máy mình để là developer option, còn máy anh em để là tùy chọn nhà phát triển thì ta bật lên. Rồi em chú ý những cái phần này trong tùy chọn nhà phát triển nha, đó giúp cho máy anh em mượt mà và đỡ tốn pin nè. Rồi OK, bây giờ mình sẽ kéo xuống tìm những cái phần đây. Kích thước bộ ghi điểm, đây là giúp cho chúng ta con CPU của anh em á nó sẽ hoạt động nhiều hơn, giúp cho điện thoại anh em mượt hơn, nhưng cái này nó sẽ gây hao pin tí nha. Đó nếu mà máy anh em mà chơi game không được mượt thì chúng ta có thể bật lên kích CPU lên 1 hoặc là 4 mê, cái này là cũng giống như là tăng tốc CPU luôn á nè, kích hoạt xung nhiệt của nó lên á, kiểu như bị ép xung của nó đó. Đó 1 mê hoặc 4 mê, thường thường mình để 1 mê đó. Rồi ở đây nhớ nha, tăng tốc CPU nè. Rồi OK, bây giờ mình sẽ kéo xuống tìm một tí những cái phần khác cho anh em thấy em. Rồi OK, bây giờ mình sẽ tìm xuống từ từ. À đây đâu rồi, đây bắt buộc 4X mở tay, cái này là giúp cho anh em chơi game nó đẹp nè. Đó nó sử dụng cái 4 nhân của mở tay trong ứng dụng ốp phần EOS 2.0 á, để giúp khử răng cưa mà trò chơi đó, nó giúp anh em chơi game nó đẹp hơn nha. Và cái này lên thì chơi game đẹp nhưng hao pin tí, tắt lớp phủ hắt pin đứt nè, là luôn sử dụng GPU để cho kích sức màn hình đó, để anh em bật cái tính năng này lên đó. À, anh em bật cái này lên á thì chúng ta sẽ giúp cho máy anh em tiết kiệm pin hơn nha, và mượt chơi game mượt hơn đó, luôn sử dụng GPU đi kích sức màn hình đó, bật cái này lên nha. Rồi không giữ hoạt động nó ảnh hưởng tới game nè, anh em kích cái này lên thì những cái game những ứng dụng mà anh em không chơi nó sẽ tắt luôn, nó không chạy trên game nữa, nó giúp chống game nhiều hơn. Rồi còn giới hạn quá trình tiến trình chạy nào nó không ảnh hưởng tới RAM nè. Đó, máy anh em mà RAM thấp quá 4GB trở xuống thì để giới hạn 3-2 tiến trình thôi, càng ít tiến trình thì máy anh em sẽ mượt hơn rất là nhiều nha. Đó ảnh hưởng tới game anh em chơi rất là nhiều nè. Đó còn muốn không giới hạn tiến trình luôn thì nó chống RAM nhiều luôn. Còn đó, những cái phần này ảnh hưởng tới RAM máy anh em ha. Rồi số yêu cầu tối đa trong mỗi lần khi hoạt động, ở đây là với cái hệ thống yêu cầu tối đa trong mỗi khi hoạt động thì để là 10, anh em có thể chuyển xuống 5 giúp mình ha. Mỗi lần hoạt động chỉ có 5 thôi đó. Này tùy anh em à. Rồi trong RAM anh chạy trong RAM nha. Rồi anh em thấy hay đừng quên cho mình một like và đăng ký, nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết. Hẹn gặp lại video tiếp theo.